và giản đại Victor và Đề Đông, bán đồng giá 2,4 triệu một đôi, hàng bao nguyên zin, bát 20, một tép, một bát, một mít. Đôi này thì công suất từ 60 đến 120W Victor, hàng bao nguyên zin, nói luôn các bác nha, gân còn vẫn còn zin nha, vì nó là gân vải. Đây là Đề Đông 3030, có mỗi hai đôi thôi nên không có nhiều đâu. Các bác xem hàng thì xem ngày tháng tôi đăng, nên nếu mà đăng quá lâu thì không nên gọi điện, bởi vì lâu rồi thì sẽ chắc chắn là không còn hàng đâu. Đây là keo, keo 502 đổ vào để cho nó cứng cái bề mặt này thôi chứ không phải là nó xấu đâu nhá. Các cái đồ gỗ công nghiệp này khi mua về mình lên đổ keo 502 các góc cạnh thì là nó sẽ bền, nó không bị ngấm nước nữa, bởi vì các gỗ công nghiệp này ngấm nước vào thì nó lở lên trông rất xấu. Đôi Đề Đông này còn khá đẹp này, sứt góc là chuyện bình thường bởi nó là hàng cũ và hàng bãi, hàng bãi rẻ tiền thì không có chuyện là nó đẹp như mới đâu, hàng phải đắt thì nó mới còn đẹp góc cạnh nhá. Đôi này thì nó có dây nối ra, còn đôi này thì nó lẫy. Ba Way Speed System Unit 8 ohm 50W 91 decibel. Vâng, xin cảm ơn. 2,4 triệu một đôi. Các bác mua hàng thì đặt cọc thôi, tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel, hàng mang đến tận nơi, phí vận chuyển người mua phải chịu 2,4 triệu giá chính xác luôn nhá, nên tôi không bớt nữa đâu, bởi vì giá này tôi chỉ lãi 200.000 một đôi thôi. Xin cảm ơn.